chào cô Niêm ạ. Cô Niêm là bà ngoại của bạn Hoa đúng không ạ? Chào các bạn. Thì hôm nay mọi người có đi làm bình thường không hay được nghỉ giãn cách? Em là chị. Dạ vâng. Em là chị ở lớp em, hiện tại đang làm việc tại nhà. Vâng. Thế chắc cô Niêm nghỉ hưu rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Thường là cái buổi này sẽ được tổ chức offline ở tại phòng huấn luyện chức sinh là phòng 215 nhà B của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ở 929 Lê La Thành như mọi người đã biết. Thì vì tình hình dịch bệnh cho nên buổi học hôm nay sẽ được tổ chức online. Em tên đầy đủ là Trần Thị Hồng Nhung, hiện tại em là thai 33 tuần. Em đang ở Đông Ngữ và có dự định là tuần 3 cháu sẽ qua Phụ sản Hà Nội để làm thủ tục đăng ký sinh ạ.